Ngày 16 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai người trong vụ trộm cắp trên tuyến quốc lộ N2B, làm đại úy Hồ Tấn Dương hy sinh trong lúc truy bắt. Hai bị can là Phạm Hồng Quy, 32 tuổi và Ngô Hoàng Thọ, 42 tuổi, ngụ phường Mỹ Hạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, bị bắt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4 tháng 8, người dân phát hiện hai người nghi trộm tài sản trên xe tải dọc tuyến quốc lộ N2B thuộc địa phận xã Bình Thành, huyện Lấp Vò. Nhận được tin báo, Đại úy Hồ Tấn Dương, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy Công an huyện Lấp Vò cùng Thượng úy Nguyễn Thanh Danh, Thượng úy Danh chở Đại úy Dương tổ chức truy bắt nhóm nghi phạm và thông tin cho công an các địa bàn giáp ranh hỗ trợ truy bắt. Trong quá trình bị truy đuổi, hai nghi phạm chống trả quyết liệt, dẫn đến tai nạn làm ngã xe của Đại úy Dương, lẫn xe của nghi phạm. Cả hai nghi phạm và hai cán bộ công an đều bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Đại úy Hồ Tấn Dương đã qua đời trên đường đưa đi cấp cứu. Đại úy Dương đã được Bộ Công an thăng bậc hàm lên thiếu tá trước niên hạn. Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp đang làm thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ.